Đào tạo những kiến thức rất là cơ bản cho các ngân hàng, và chúng ta không ngừng học tập những cái kỹ năng mềm, cái kinh nghiệm, những cái thất bại trong cái quá trình chúng ta làm việc. Trong buổi sáng này thì chúng ta làm cái lễ kick off một cái dự án mà tí nữa tất cả có một số anh chị đại diện của ban của chủ đầu tư cũng như đơn vị thiết kế sẽ chia sẻ thêm để anh chị nắm được thêm những cái thông tin để chúng ta có thể biết được là chúng ta đang chuẩn bị cầm trên tay những sản phẩm gì, đối tượng của khách hàng chúng ta ra sao, và cái khả năng thành công của cái việc bán hàng như thế nào, cũng như chúng ta có quyền tự hào về việc bán hàng hay không. Thì tí nữa chúng ta sẽ có thêm thông tin đó. Về phía tập đoàn thì luôn luôn là có một sự ủng hộ rất là lớn đối với các anh chị đã đạt được ở phía trên cao như thế này. Thì về công việc bán hàng đối với cái dự án kinh doanh như thế này thì chắc là chúng ta đây cũng thấy một cái vững chắc là cái phối cảnh của dự án chúng ta. Nó là một cái tòa tháp, nó là một cái tòa phức hợp gồm hai tháp mà chủ đầu tư đặt tên là Apollo và Artemis. Thì một cái tháp là thần mặt trời Apollo và một cái tháp là thần mặt trăng. Nó thể hiện cái sự là đồng hành, sự không thể tiếp nhau được của cái sự tuần hoàn của một ngày. Và nó mang lại những cái giá trị, nếu nói về Apollo thì nó mang lại những cái giá trị không có thể kiên quyết thể hiện sự thành đạt mạnh mẽ, thì cái tháp Artemis nó sẽ thể hiện cái giá trị mang tính là hài hòa, hạnh phúc, yêu thương, trầm lắng, lãng mạn. Thì đây là nó đặt ra một cái dự án mà chúng ta có đầy đủ những cái sản phẩm để tiếp cận những cái nhóm khách hàng mà chúng ta sắp đến được đưa ra tương lai. Thì chúng ta thấy là cái dự án chúng ta nó có một số cái nét chính để chúng ta có thể hoàn toàn tự tin. Thứ nhất là khi chúng ta bán hàng, chúng ta đi đến những sản phẩm chúng ta là sản phẩm gì, thì cái sản phẩm đó có đáp ứng được vấn đề về chất lượng hay không, về cái tính hữu dụng hay không, và đối tượng khách hàng của chúng ta như thế nào, tiềm năng của nó tương lai ra sao. Thì đối với những kinh doanh khi đi tin thì từ những cái yếu tố đó hoàn toàn chúng ta có thể cảm thấy tự tin được. Đối với cái chất lượng sản phẩm thì chúng ta tòa nhà này là tòa nhà chúng ta thiết kế xây dựng của hàng em, và có lẽ đây là cái tòa nhà hàng em đầu tiên ở quận Thủ Đức mà sắp tới đây là một phần của thành phố Thủ Đức. Thiết kế của chúng ta là cái thiết kế đầu tiên được kết hợp cái yếu tố về môi trường, yếu tố về cảnh quan, yếu tố về thiên nhiên và yếu tố về tất cả tiện ích tiện dụng được nằm trong tòa nhà. Nó bao gồm là có cây xa, có các khoảng sân rất là lớn, cái tính thiên nhiên đi vào tòa nhà rất là cao, những cái tiện ích như là văn phòng, như là thương mại, như là công viên, như là nhà nước, tất cả những cái mà trong cuộc sống của con người cần để tích hợp vào trong tòa nhà, đặc biệt là cái tích hợp về cái giải pháp thông minh của tòa nhà. Thì như vậy thì cái sản phẩm nó chất lượng, cái hữu dụng của kinh doanh infinity đó là cái nhà mà có lẽ đến lúc này tại quận đó là tâm nhất tôi nghĩ nó tạo ra cái ý nghĩa cạnh tranh rất là lớn. Nó không, chúng ta lúc này không còn phải đi so sánh với các sản phẩm khác tiêu chuẩn nữa, mà chúng ta hướng tới cái việc là đơn hướng được nhóm khách hàng mà đã có những
được tôn trọng, sử dụng cái sản phẩm đẳng cấp, tiềm năng mà chưa nghĩ đến thị trường. Tiềm năng với sản phẩm này trong tương lai thì như thế nào? Cá nhân tôi nghĩ là cái tiềm năng của sản phẩm này trong tương lai thì rõ ràng là đây là một số mới của khi mà cái thu nhập người dân tăng lên, cái nhu cầu được về nhà, được nghỉ ngơi, được hưởng thụ, được làm tất cả mọi thứ trong một cái không gian mà hạn chế cái thời gian đi làm như những cái ở những thành phố đó, thì như vậy thì cái tiềm năng về mặt xu hướng thì rõ ràng là càng về sau thì cái giá trị của tòa nhà đang đó sẽ càng được thể hiện, nó càng thể hiện hơn, nó càng tạo cái sức hút hơn, tạo giá trị trong tương lai. Chưa kể chúng ta cũng biết là đặc biệt là quận phòng là quận 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 công trình mà để các cái dùng cư dân mà có tiềm năng lớn như vậy, tài sản lớn như vậy, giàu có như vậy, họ có thể hưởng thụ được ở những cư dân và đây là một cái sản phẩm mà chúng ta chuẩn bị đưa ra để đáp ứng những nhu cầu đó, thì chúng ta thấy là cái lượng chương trình hỗ trợ tín dụng cho người mua
ngân hàng Biểu Công Banh, ngân hàng Tiên Phong Banh, ngân hàng Nam Anh, và như vậy thì cái mức độ hỗ trợ về tín dụng cho khách hàng nó đã được và tới đến được ngân hàng uy tín chuyên nghiệp và một tổ bán bạc rất lớn tại Việt Nam hiện tại. Bên cạnh đó thì chúng ta có cái tổ hợp xây dựng và giám sát của dự án rất là có kinh nghiệm. Chúng ta tổ hợp xây dựng chúng ta đã tổng thầu xây dựng chúng ta có CC1 và TRACOI. Các anh chị cũng biết CC1 là cái đơn vị doanh nghiệp trước đây tiền thân là doanh nghiệp nhà nước lớn nhất phía Nam và là doanh nghiệp mà họ là có cái năng lực là xây dựng các cái đường metro hiện tại của đó, một trong đơn vị thống chính để làm các đường metro của thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị tư vấn giám sát chúng ta có là đơn vị tư vấn giám sát hàng đầu để đảm bảo được là chất lượng của sản phẩm sẽ đạt được yêu cầu cao nhất. 40 triệu cho cái thành và một điều nữa thì tôi nghĩ là then chốt nhất của cái việc bán hàng đó là cái thời điểm thị trường điểm đi đặt tiền mình quảng cáo xứng đáng của sản phẩm mua một sản phẩm bất động sản thì có lẽ là hai cái mục đích rất là lớn. Thứ nhất là cái nhu cầu ở hưởng thụ và cái thứ hai là đó là chúng ta cũng đã được lưu giữ được gìn giữ những cái tài sản cho tương lai cho gia đình sau này. Thì chúng ta thấy thì tại thời điểm hiện tại như tôi đã nói tôi chia sẻ là cái nhu cầu của cái gia đình Thủ Đức có cái lượng tài sản lớn đang rất là khó khăn tìm được một cái sản phẩm ngay tại khu vực mà họ đã sản xuất thành công là Thủ Đức này là đang rất lớn và sản phẩm đã hoàn toàn không có cái sản phẩm của chúng ta nó trở nên có được cạnh tranh cao. Thủ Đức, thành phố Thủ Đức trên cái đà hình thành và dự kiến là cái bộ máy của thành phố Thủ Đức sẽ được sớm thông tin qua công trường như báo đài thì dự kiến là chỗ khách hàng đường thẳng tắp không phải cao như vậy thì như vậy nếu chúng ta ở thành phố Thủ Đức thì chúng ta thấy là có ba quận được đưa vào thì là quận 2, quận 9 của Thủ Đức. Nếu quận 2, quận 9 là hai cái quận mới phát triển trong thời gian gần đây thì quận Thủ Đức là rất là lâu đời, nó mang cái chiều dài lịch sử của thành phố, cái lượng dân cư thì là rất là ổn định ở tại quận Thủ Đức này. Nếu chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là đường Võ Văn Kiệt mà nơi mà toàn lạc của dự án vốn dĩ là cái đường then chốt huyết mạch trung tâm giao thông vận tải trước đây hoàn toàn có thể tiềm năng trở thành một cái con đường như đường Nguyễn Huệ của thành phố Thủ Đức trong tương lai. Thì như vậy thì cái giá trị tiềm năng của những cái tài sản nằm ở trên con đường này chúng ta hoàn toàn có thể tham chiếu được những cái tài sản nằm trên con đường Nguyễn Huệ 20 năm trước đây, 10 năm trước đây so với hôm nay thì đó là cái giá trị rất là lớn và chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm, chúng ta có thể hoàn toàn tự hào để khi chúng ta tư vấn, chúng ta bán một cái món hàng cho khách hàng chúng ta không về khách hàng, chúng ta không những được thừa hưởng những cái giá trị tốt đẹp, những cái không gian sống rất là tốt cho hiện tại mà khách hàng chúng ta có thể đây nhìn thấy đây là một cái tài sản chúng ta đã tạo ra rất là lớn cho khách hàng. Thì như vậy thì chúng ta nhân xe chúng ta nói là mặt hàng có tâm, chúng ta đưa một cái mặt hàng mà nó tạo ra một cái giá trị hữu dụng hiện tại tương lai và bảo vệ được tài sản thì tăng được tài sản khách hàng rất là lớn và như vậy chúng ta hoàn toàn chúng ta bắt một món hàng chúng ta hoàn toàn sẽ tự hào là chúng ta không chỉ bán một căn nhà mà chúng ta đang bán một cái khoản đầu tư rất là chắc chắn, một cái giá trị bán được khoản bảo vệ tương lai cho chúng ta. Thì như vậy chúng ta thấy là ý kiến ra về cái đề
triển, đơn vị xây dựng, đơn vị thiết kế, các nhà tài trợ tín dụng, các cơ sở thông tin đứng phía sau đó. Và tôi cũng tin rằng tất cả các bạn ở đây cũng hoàn toàn tự tin để mang sản phẩm này ra thị trường, và chúng ta có hoàn toàn là tự hào khi chúng ta trao sản phẩm này đến những khách hàng tiềm năng, khách hàng xứng đáng của mình đó. Thay mặt tập đoàn, tôi xin tuyên bố kết quả sales của chúng ta ở đây, và chúc tất cả chúng ta thật là dồi dào sức khỏe, thật là vui vẻ và thật là thành công trong cái việc mà chúng ta phân phối, chúng ta bán hàng. Xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ quý báu và tổng quan về dự án của chúng ta với sự sắp công nghệ 4.0 mà Kim Brown Infinity có. Thank you.